Đi tìm những con giáp may mắn trong tuần mới, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu 2021 về dương lịch. Đây là top những con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới này, luôn được hưởng lộc trời ban, may mắn ngập tràn, tài lộc thăng hoa, tiền bạc kéo về nhà như thác lũ. Rất hoan hỉ chào đón các bạn đang theo dõi chương trình Kiến thức tử vi phong thủy của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, theo tử vi học có nói thì chúng ta ai cũng vậy, trong một năm, thậm chí là một tháng hay là một ngày nhất định thì mỗi con người chúng ta sẽ gặp những vận hạn hay những điều may mắn khác nhau. Khi mà vận may đã đến thì làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ, động vào đâu cũng hái ra tiền. Chính vì vậy mà không để tuột mất những cơ hội này. Với những việc nhận biết những thời điểm may mắn của mình, nó là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Và cũng là thời điểm trong tuần mới này, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu 2021, đây là những con giáp luôn được hưởng lộc trời ban, may mắn ngập tràn, tài lộc thì thăng hoa. Và cũng là thời điểm khởi sắc trên con đường công danh và tài lộc. Nếu như biết nắm bắt thời cơ thì đánh đâu thắng đó, tiền tài viên mãn. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây của ngày hôm nay hay không, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về top những con giáp rất giỏi nắm bắt thời cơ, vì vậy mà tiền đổ về túi ngay trong tuần này, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu 2021 về dương lịch. Xin chúc mừng những con giáp phát tài trong tuần này. Hãy luôn luôn nắm bắt thời cơ, bạn sẽ kiếm bộn tiền cho chính bản thân mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong số những con giáp may mắn kiếm bội tiền trong tuần mới này, từ ngày 15 đến ngày 21, đó là con giáp người Tý. Tý là một con giáp phát tài trong tuần này. Ở trên phương diện về tiền bạc của Tý thì có rất nhiều khởi sắc. Dù là chưa chắc đã bước phá quá ngoạn mục, nhưng bản mệnh đã có các khoản thu rất đều đặn từ công việc cố định hoặc từ những việc kinh doanh và buôn bán. Với người làm kinh doanh thì bạn đã nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó, và những tình trạng ở hiện tại cũng không tồn tại, nên bạn chớ nóng vội, cứ bước chậm mà chắc còn hơn là mạo hiểm rồi thua lỗ rất đáng tiếc. Với người làm công ăn lương thì bạn có thể sẽ cần nhờ tới sự giúp đỡ và phối hợp của đồng nghiệp để công việc được tiến hành trơn tru hơn. Nhờ trong công việc được tiến hành đúng thời hạn, bạn có thể nhận được những khoản thưởng rất khích lệ. Do đó, đừng xem thường những việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người nhé. Và bạn không biết mình sẽ cần có sự hợp tác vào lúc nào đâu. Và các bạn thân mến, về thứ hai là con giáp may mắn nằm trong số những con giáp kiếm bộn tiền trong tuần mới, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu 2021 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Thìn. Thìn thì với con đường tài lộc đã có dấu hiệu thăng tiến, nhưng tuy nhiên hãy tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối tuần. Vì thế, nếu bản mệnh lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động như đã khai trương, mở hàng thì hãy mở rộng kinh doanh, thì nên phải tiến hành vào cuối tuần sẽ có hiệu quả hơn. Với đầu tuần, nó là thời điểm bạn chuẩn bị sẵn sàng với các yếu tố về nhân lực, vật lực để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa của mình. Thêm vào đó, nhờ có tử vi cát tinh xuất hiện nên trong vận trình của tuần này, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc khi được hỗ trợ nên đã vượt qua mọi cửa ải khó khăn, và những kế hoạch đã dang dở cũng được tái khởi động và giải quyết dứt điểm
một cách trơn tru. Với những người làm công ăn lương thì bạn cũng chớ nên trông chờ vào những chuyện may rủi mà không làm gì. Chỉ khi bạn thật sự có cố gắng thì vận may mới tìm đến và giúp đỡ bạn đạt được những điều mà mình mong muốn. Và những kết quả làm được sẽ tốt, giúp cho bạn có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần mới này. Và các bạn thân mến, về thứ ba là con giáp may mắn nằm trong số những con giáp kiếm bội tiền trong tuần mới từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu 2021, đó là con giáp người tuổi Thân. Về tài chính, nó xuất hiện ngay từ đầu tuần và nó cho thấy con giáp này sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội giàu lên trông thấy. Với con giáp phát tài trong tuần này, hãy luôn chủ động trong mọi việc, không cần phải trông chờ vào bất cứ ai khác. Chỉ khi bạn dồn hết công sức vào việc kinh doanh thì mới không thể tuột mất thời cơ mà người khác ra tay mất. Với người làm công ăn lương, ở đầu tuần bạn có thể mắc phải một vài lỗi nhỏ do là chưa lấy lại được sự tập trung khi cần thiết và sau những ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng may là không có sự cố gì quá đáng tiếc xảy ra với con giáp này. Trong khoảng thời gian sau đó thì bạn hãy nhanh chóng khắc phục được những sai sót của mình. Hãy chăm chỉ cố gắng hơn để có thể gặt hái một thành quả lớn lao trong tuần mới này. Bởi trong tuần này bạn có dấu hiệu phát tài rất nhanh. Và các bạn thân mến, về thứ tư là con giáp may mắn thứ tư nằm trong số những con giáp kiếm bộn tiền trong tuần mới từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu 2021, đó là con giáp người tuổi Hợi. Hợi thì tình hình về tài chính là một trong những điểm sáng của người tuổi Hợi trong tuần này, bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 11. Về bản mệnh thì không cần phải lo lắng gì, là bởi thiên tài nó luôn luôn che chở cho cả vận trình của bạn và các nguồn thu của bạn lúc này đang có dấu hiệu tăng lên. Bản mệnh đã có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái mà chi tiêu mà không phải suy nghĩ hay đắn đo gì nhiều trong tháng 11 dương lịch này. Với người làm công ăn lương thì bạn có thể thu được một khoản kha khá, không chỉ là từ công việc chính mà nó còn từ các công việc về nghề tay trái của bạn. Và bạn thấy đấy, bao nhiêu công sức của bạn bỏ ra trong khoảng thời gian trước đó, nó đều được trả công một cách xứng đáng nhất. Còn đối với người làm đầu tư hay làm kinh doanh thì bạn có thể tìm được một hướng đi mới vô cùng khả thi, giúp cho tiền đồ từ lúc này đổ về túi bạn rất nhanh chóng. Chỉ mới làm thôi mà bạn đã thu hồi được vốn. Vì thế mà bạn hãy tiếp tục chịu khó đi theo con đường bạn đã chọn nhé. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm nằm trong số những con giáp kiếm bội tiền trong tuần mới từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu 2021 này, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Ngọ là một trong những con giáp may mắn trong tuần này. Đối với người tuổi Ngọ thì sẽ gặt hái được một vài thành công nhất định. Trong công việc thì cực kỳ suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, khi mà bạn có sự tập trung cao độ. Chính vì vậy mà bạn bắt tay vào công việc và làm gì cũng như ý, và nhiều kế hoạch với những mục tiêu đạt những kết quả sớm hơn những dự kiến của bạn. Về cuối tuần cũng là một thời điểm mà tài lộc đã đón nhiều tin vui. Điều này đã có lợi cho những người có dự định mở rộng quy mô kinh doanh đầu tư hay là chuyển đổi sang lĩnh vực mới. Nếu bạn tranh thủ tiến hành trong thời điểm này thì rất có khả năng thành công sẽ rất cao. Tuy nhiên thì bạn cũng đừng vì thấy túi tiền mình quá rủng rỉnh mà chi tiêu bạt mạng nhé. Hãy luôn dành một khoản để đề phòng sự cố nó đến bất ngờ. Còn đường tình duyên của Ngọ thì cũng đang đón hỷ sự tới gần. Với người độc thân thì luôn tích cực làm quen và kết giao với nhiều đối tượng mà mình ưng ý. Còn các cặp đôi thì tình cảm trong thời gian này rất khăng khít,
Các mối quan hệ được nâng tầm, có thể chọn ngày tốt xấu để tiến hành chuyện trăm năm. Còn bản mệnh, đừng quá lo lắng về chuyện tương lai mà hãy tin tưởng vào người mình yêu nhé. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.